Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, năm nay là Tết sẽ đến sớm ha, cho nên là bây giờ là nói chung nhà mình là vườn tược nó cây cối cũng nhiều, cho nên là cần phải chỉnh trang cắt tỉa lại chuẩn bị cho cái gì ăn Tết ha. Thì cái cây trước mặt chúng ta là cây này là cây lài Nhật. Cây này nó có bông cũng rất là thơm, thoang thoảng nhẹ nhẹ, nó có bông hai màu trắng và tím. Thì nó cũng ra bông quanh năm. Nó ra nhiều đợt quanh năm ha. Thì ngày xưa mình mua đâu cũng chục cây á, thì mình trồng dọc cái hàng rào này. Thì bây giờ nó lên thì mình sẽ cắt ngang đây lại. Lúc trước nó kín luôn á. Tự nhiên chỗ này nó bị yếu gì nó thưa ra, chứ lúc trước nó kín nguyên đường đẹp lắm. Giờ mình sẽ tỉa bằng lại ha. Đầu tiên là mình sẽ dời cái mấy cái này ra cho đừng có văng sình văng đồ dơ. Ok. Rồi thì để làm công việc này chúng ta cần có dụng cụ. Đây thì lấy dụng cụ hú hồn luôn. Một cái kéo hú hồn luôn. Đâu à? Đây. Nhà là đủ đầy đủ đồ nghề các bạn ha. Máy cắt, máy hàn. Mới mua cái máy hàn mới. Là để nhà có cần làm gì nhỏ 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 là mình làm luôn. Vài bữa bán về chai. Hay chắc có lẽ là bằng cái này nhất. Ok không? Khá là bén ha. Đâu. Này đi cắt cỏ kiếm cũng được mới. Ok bây giờ mà cắt hết cái này thì cũng nhanh lắm. Thật ra rất là nhanh. Kể chuyện cho các bạn nghe. Mình thật sự mình nói với bạn, mình tham gia vô cái thị trường mà gọi là mua bán online á, tham gia từ rất sớm nha. Nhưng mà dở cái là lại không theo nó. Nếu mà theo nó thì không, nhưng mà bây giờ theo thì vẫn kịp. Theo thì vẫn kịp, nhưng mà mình là ý là mình tham gia vô từ rất sớm, từ lúc mà Facebook nó chưa có phổ biến như hiện nay. Là lúc trước là mình bán hàng trên 5 giây á. Anh em nào thời đó mà có buôn bán online mà trên trang 5 giây á là biết, mà hồi xưa bán buôn trên diễn đàn á, mỗi lần mà up hình lên á thì rất là khó, phải up qua một cái trung gian hả ta. Hình như lúc trước là up lên photo viewer hay gì đó, xong rồi từ photo viewer mới copy cái đường link bỏ qua cái bên cái những cái diễn đàn đó, thì nó mới lên hình hả. À, click đâu á, photo đó, thời điểm đó nó rất là cực, chứ không phải như là Facebook bây giờ là cứ bấm vô tấm hình là lên đâu. Đó, ngày xưa bán thì ngày xưa mình chơi Phoenix cũng nổi lắm các bạn. Con gà Phoenix, con gà Phượng Hoàng á, con gà mà cái đuôi nó dài rồi cái mã nó dài vậy nè. Thì cái đó con đó đó hồi xưa mình cũng nổi tiếng với con đó. Thì mặc dù mình không phải là người đem về cái con đó đầu tiên, nhưng mà mình đem về mình nuôi. Thì nó ngay cái thời điểm đó là cũng chưa có ai biết hết. Rồi mạng xã hội rồi tất cả mọi cái nó chưa có phát triển, cho nên là cái độ rầm rộ của nó là nó không có. Thì mình mới mua mấy con về mình nuôi. Mình nuôi xong ấy mình lúc đó là chơi máy chụp hình nữa. Thì lúc đó vừa mới sắm cái máy D700 đó, mình chụp cái bãi cỏ ăn trước nhà mình á. Thì mình nuôi lớn tụi nó lên nó rất là đẹp ha. Mướt nguyên con trắng tinh mà màu đỏ, đuôi dài lướt tha lướt thước luôn. Lúc đó Việt Nam mình là chỉ biết tới gà tre rồi gà thái gà đồ thôi, chứ chưa thấy những cái con gà Phoenix là gà Phượng Hoàng đồ mà đuôi dài mã dài đồ lướt tha lướt thước mà liên lạc nguyên con rất là đẹp luôn. Thì sau khi mình chăm lớn rất là đẹp ấy, mình chụp hình nữa, chụp hình rất là đẹp, thì mình mới up lên trang 5 giây. Thì mình tạo lên một cái rần rần luôn, tại vì mọi người thấy nó đẹp quá mà đó giờ chưa có gặp, chưa có thấy. Mạng xã hội lúc đó là còn rất là non trẻ luôn, lúc đó Yahoo đồ ba đó đó, cho nên là đâu có cái chuyện mà bây giờ các bạn là thông tin nó bùng nổ, mọi thứ là nó được cập nhật liên tục luôn.
có nhiều khi mọi người hay nói giỡn là ví dụ như ngủ dạng đêm thành người tối cổ là vậy, tại vì nó update liên tục trong cái lúc mà bạn ngủ luôn, coi như là nó là không ngủ luôn. Chứ thời xưa thì nó rất là hiếm đó, thì mình cũng tạo nên một cái tiếng vang ở đầu, mọi người mới thấy con gà đẹp quá, ấn tượng quá, mọi người mới chạy lên mình mua. Có một anh kia tiếu lắm, anh chạy lên anh muốn kiểm chứng thử coi á, tại vì mình đăng trên trang 5 giây rồi bán gà con của mấy con Phoenix đó, con này đang được nuôi ở Việt Nam này nọ thứ, thì anh thấy hình đẹp quá, anh tưởng là ở bên nước ngoài không à. Anh chạy từ dưới Sài Gòn anh chạy lên để anh nói trời, tôi thấy rất là đẹp, tôi vừa muốn mua mà tôi vừa sợ là bị gạt nữa đó, tại vì nó đẹp quá. Thì chạy lên kiểm chứng coi phải đây không, thì anh vô anh coi khuôn viên nhà mình, anh thấy mấy con gà là anh mới nói là đúng rồi, chứ lúc đầu là thấy nó đẹp quá sợ bị gạt phải không. Thì hồi đó giờ mình bán buôn trên mạng xã hội á, nói chung là online á, thì cũng bị gạt nhiều lắm các bạn, nhiều chiêu lắm. Thì sẵn hôm nay cắt cây kể cho các bạn nghe hai lần bị gạt của mình, ngoài ra còn rất là nhiều ha, rất là nhiều lần khác nhau, nói rất là nhiều cũng không đúng, thì nói chung cũng tầm khoảng 10 lần. Thì mỗi lần là một cái nó gọi là cái gì, một cái bài học, một cái case study, thì kể cho các bạn nghe để các bạn đừng có bị. Thì xưa mình chơi con gà đó, mình bán nói chung là nhờ con gà đó mà nhiều người biết đến mình đó, và sau này đi quay review nè, rồi đi chơi những cái bộ môn khác thì cũng gặp lại những cái anh em ngày xưa, nói là trời em biết anh Nam lâu rồi, em biết Nam hồi đó từ lúc anh chơi gà kìa, hôm bữa đi quay cá beta đó, thì bạn đó nói là trời ơi nhiều năm về trước là lúc đó em còn nhỏ xíu, em đi với lại phụ huynh lên nhà anh mua gà rồi này nọ, chắc anh không nhớ em đâu, nhưng mà em ấn tượng với anh từ hồi đó. Thì nói chung hồi xưa mình chơi gà cũng rất là nhiều người biết đến, rồi ghé mua rồi nọ, thì cũng có gặp người gian các bạn, nhưng mà cũng ít thôi. Thì có một cái trường hợp đó mình nhớ nhất, thì lúc đó là mình bán đắt như tôm tươi, nói chung gà con gà bán đắt như tôm tươi, gà nó đẻ gà, các bạn có câu gà đẻ như gà mà, đẻ liên tục và đẻ nhiều, bạn gà nó cũng khỏe mạnh nữa, mình chăm cũng tốt, thì khoảng chừng tuần lễ 10 ngày là sức chuồng bán gà con được rồi. Mà thời điểm đó bán một con gà Phoenix con là 2,5 triệu một con, mình nhớ bán đắt như tôm tươi. Thì con gà Phoenix nó được cái là nó giống nhau, có nghĩa là con nào nó cũng 1 9 1 10, nó xem nhau, chứ nó không có giống như mấy con gà tre có màu này màu kia, gà màu chuối màu điều màu này màu nọ. Còn con gà Phoenix thì nó chỉ có một cái kiểu hình vậy thôi, trắng mồng đỏ đuôi dài vậy thôi. Cho nên là có những lúc mà mình không có ở nhà đó, thì người nhà của mình ở nhà vẫn bán được. Thì lúc đó mình có một người ông gọi là ông Út, thì coi nhà phụ mình. Thì bản thân mình á thì bị gạt các bạn, bị nó gạt xảy ra, mà mình nghĩ bản thân, nếu mà bản thân là mình á thì mình cũng bị gạt thôi à. Tại vì nó thứ nhất là đầu óc mình không có tính chuyện hại ai, cho nên là mình, mà lúc đó đó ngày xưa còn trẻ đó các bạn, thì có cái suy nghĩ là vô tư, tại vì đầu óc mình là không có tính chuyện hại ai hết trơn á, cho nên là mình vô tư. Nhưng mà lớn chút xíu á, cập nhật thêm, update thêm một cái nữa, không có ý định hại ai, nhưng mà cũng phải phòng người ta gạt mình, không có ý định gạt ai nhưng mà phải biết phòng người ta gạt mình. Thì sau những cái sự kiện như vậy á, là mình mới rút ra những cái bài học đó ha. Thì lần đó là mình buổi đó cũng chập khoảng 6-7 giờ tối, thì có một cái người đó, người ta alo cho mình, cũng không có quen biết, biết trên trang Shopee thôi. Anh Nam ơi em muốn mua gà rồi này nọ, em mới đi làm về, giờ em phải ghé. Thì lúc đó mình ở ngoài đường, mình không có ở nhà, nói ok vậy em ghé nhà anh đi, em ghé nhà anh đi rồi anh nói người nhà anh bắt cho. Thì gà thì lúc đó nó cứ đơn vị tính bằng con thôi, nó giống nhau mà, gà con mới có 10 ngày tuổi, thì con cứ 2,5 triệu tính tiền. Thì lúc đó ông Út của mình là mới alo về, ông Út ơi có người muốn bắt gà, ông Út mở cửa giùm con, dẫn người ta vô cho người ta coi, người ta lựa đi, thì cứ con 2,5 triệu á, mấy con tính tiền. Thì cái người đó, người ta vô xào quần coi, mình hiểu ngoài đường mình nghe kể lại thôi, coi tới coi lui, mà mấy tướng lừa đảo á, nó xài tâm lý hay lắm nha các bạn. Nếu mà chúng ta không tỉnh táo là chúng ta bị thao túng tâm lý liền. Thì nó vô, nó coi tới coi lui, rồi nó lựa, cặp này đẹp quá ha chú ha, con này được quá, 2,5 triệu con hả chú, lấy hai con có bớt hay không. Thì ông Út của mình nói không, Nam nó dặn ở nhà cứ con 2,5 triệu tính tiền chứ đâu có bớt, coi được thì bắt, coi được thôi. Thì lúc ảnh
giờ con muốn bắt con cặp luôn quá mà bây giờ bắt xong rồi sợ hết tiền, không biết là không có tiền để làm việc khác, rồi sàn xê tới lui, cuối cùng mẹ nói là thôi để con bắt trước một con đi, rồi bữa sau con lại con bắt một con nữa. Thì bắt con gà đi từ ngoài chuồng chim ra tới trước cửa nhà mình. Đầu ông Út mình mới lấy thùng ra, bỏ con gà vô, bắt nó con thôi nha. Bỏ con gà vô thùng mà dán băng keo lại rồi, ảnh ngồi anh suy nghĩ. Thôi, lâu lâu mới xuống lần, lỡ lần đi rồi, thôi bắt luôn đi. Thôi giờ chú vô chú bắt giùm con thêm một con nữa đi, lỡ đi rồi bắt luôn. Thì ông Út của mình thì cũng nghe vậy cũng vô tư, nói chung là tại vì mình không có tính đường gạt cho nên mình không có suy nghĩ tới mấy chuyện đó. Thì ông Út mình mới đi vô bắt một con, cái con nãy con để đó đó, chú bắt giùm con đó đi, con bắt luôn con cặp. Thì ông Út mình mới đi vô trong bắt cho ra con gà, là ở đây nó lên xe đi rồi các bạn, lên xe mở cửa đùa à. Thì là lúc đó mình cũng bất ngờ luôn, mà mình nghĩ nếu mà mình là ông Út của mình thì mình cũng bị gạt lẹ luôn. Nó xài cái tâm lý ha, trước khi nó vô nó mua là nó đã sàng xê, con tính mua một con hay là hai con đây, một gà đẹp quá bắt luôn hai con, xong rồi thôi mất công không đủ tiền làm chuyện khác rồi bắt một con trước đi đó. Nó làm những cái tâm lý đó cho mình bị thao túng đi, quan tâm tâm đi đó, xong rồi nó đã sức một chiêu cái là dính đòn liền đó. Cho nên là anh em cẩn thận lừa đảo nó hay lắm, chúng ta chỉ cần lơ là chút xíu là chúng ta ăn đòn liền. Đó, thì ông Út mình là vừa vô chổng tính bắt thêm một con gà ra cho nó nữa là ở đây nó lên xe giọt đi rồi. Đó là một trường hợp ha. Một lát kể xong hai câu chuyện mà chưa cắt được miếng nào luôn. Sao nhiều người làm vừa nói hay quá, mình vừa làm vừa nói không được. Nói lát chắc cắt cái này nó mới xẹo luôn quá. Thì đó là câu chuyện thứ nhất. Rất là nhiều ha. Còn thời bây giờ nữa, thời bây giờ là nó còn tinh vi hơn nữa, nhiều trò lừa đảo hơn nữa. Câu chuyện thứ hai là, khoan để tôi phải canh sao nãy lát tôi vừa kể hết hai câu chuyện là phải xong cái cây này. Câu chuyện thứ hai là để coi lần đó là bị gạt vụ gì. Nãy mình tính kể gì ta, tự nhiên quên tiêu. Bên Igu cũng gạt mình nhiều lắm ha, nhưng mà chuyện đó mình cũng có kể rồi ha, mình không muốn kể lại nữa. Để mình coi mình kể chuyện gì. Đúng rồi, vụ này cũng lớn nè. Thì lúc đó là mình vừa chơi gà. Đầu tiên xuất phát của mình lúc mà mình về nhà này là mình chơi chim trước. Chơi chim hót, thì trong quá trình mình chơi chim hót thì đồng thời mình cũng chơi những cái lồng chạm luôn. Thì lúc đó mình có quen một anh bạn ở ngoài Quế á, anh đi sưu tầm cho mình những cái lồng khoen mà chạm chỗ theo phong cách Huế, rất là đẹp, mình rất là thích luôn. Anh sưu tầm cho mình. Thì trong đó đặc biệt có một cái lồng vuông, lồng chim khoen, vành khuyên á, lồng vuông mà nguyên một con bằng xương luôn. Từ cái nang cho tới cái móc, cho tới cái bộ trao, cho tới, nói chung là một con 100% bằng xương trắng, rất là đẹp. Đó. Thì lúc đó là thời điểm đó là mình cũng bán hàng trên 5 giây. Vài giờ cái gì đó, hình như là diễn đàn chim cảnh Việt Nam hay gì nữa, lâu quá quên rồi. Sinh vật cảnh hay trong có phần chim cảnh á. Thì lúc đó mình mới đầu mình cũng hơi chán chim rồi. Rồi lồng lúc đó mình sưu tập cũng nhiều lắm, mấy chục cái lồng á, chạm chỗ tinh vi đẹp lắm. Xong ấy mình cũng muốn thanh lý bớt lồng, không phải thanh lý mà muốn chia lại, bán bớt lại, tại mấy cái lồng nó đẹp không à, chứ không có thanh lý gì hết trơn, cũng không có cần tiền. Đó. Thì mình muốn bán lại cho những người khác, tại lúc đó mình bắt đầu mình chuyển cái ý thích của mình muốn chinh phục qua cái chỗ khác rồi, thì mình muốn bán lại cái lồng đó. Thì có một cái ông đó, ông cũng lúc đó lớn hơn mình, chắc cũng chở chục tuổi, đi xe hơi lại mua. Thì lúc đó là mình úp lên mạng á, là không có cái hình cái lồng, cái lồng xương đó ha, mình chỉ úp mấy cái lồng mà chạm bằng tre rồi này nọ thôi. Thì ổng tính tới ổng mua. Ổng mua thì ổng lại ổng coi. Thì mình cũng giới thiệu bộ sưu tập lồng của mình, thì trong đó có giới thiệu một, em giới thiệu với anh cái này độc lắm. Cái lồng này bằng xương, độc lắm. Thì ổng nhìn, vừa nhìn một cái là khoái liền các bạn, sáng mắt lên. Đó, sáng mắt lên xong ấy
ổng ấy trả giá cũng là một chiêu đánh tâm lý nữa nha. Nhưng mà mình nghĩ cái ông này là ổng không không có nghĩa là khi ổng thấy cái lòng đẹp quá là bắt đầu cái lòng tham ổng khởi xuất lên, chứ không phải là ổng có ý định ngay từ ban đầu là đi lên đây rồi lừa đảo. Đó. Còn cái thằng gà nãy á, là mình nghĩ là nó có kế hoạch ngay từ ban đầu. Đó. Nó sẽ làm từng bước vậy. Còn cái ông này á, ổng vô ổng nói bây giờ mình nói mình bán hết nguyên cái đống lòng này nè, không nhớ nhiêu tiền, 200 gì đó, 200-300 gì đó không nhớ nữa, đại loại là một số tiền nó tương đối là lớn thời điểm đó, bán hết tất cả lòng của mình luôn. Rồi mình có giới thiệu ổng một cái lòng chim này là xương 100% toàn bộ. Thì mình nhìn cái mặt ổng là mình thấy mê rồi. À, thì ổng mới mà lúc đó mình cũng còn ngây thơ lắm các bạn, chưa có trải qua mấy cái trò lừa đảo này, đâm ra cũng còn ngây thơ lắm. Có điều kiện thì chơi vậy thôi, chứ còn ở ngoài đường còn tơ lắm. Mặc dù cũng không phải là thuộc dạng ngáo ha, nhưng mà mỗi một cái lĩnh vực thì nó sẽ có những cái mánh khóe, cái ngóc ngách ở trong đó, thì mình vẫn còn non, nói chung là vẫn còn non. Thì ổng mới trả giá tới lui các kiểu đồ này nọ các thứ. Thì ông nói ok, cuối cùng là ông ok, ông chốt giá này luôn. À, sau khi trả giá qua lại rồi dần co thì ông cuối cùng là ông chốt giá cái giá mà mình đưa cuối cùng. Nhưng mà ông nói là vậy nè, giờ anh đi xe hơi anh không có chở về hết được, thì bây giờ ok anh em mình chốt với nhau là anh sẽ lấy hết lòng chim này của em 200 triệu, đại loại là vậy. Nhưng mà bây giờ không phải nữa, trước khi mà ông đòi mua tất cả đó thì ông đòi mua riêng cái một hai cái lòng ông chọn thôi. Đó thì mình không chịu, mình nói thôi anh lựa toàn mấy cái lòng mà gọi là nó tốt trong cái bộ của em không à, thì còn mấy cái lòng thường thường lại em khó bán lắm, em bán là em bán hết nguyên một bộ luôn đó, chứ giờ để cũng chật chỗ quá, hết năm mê rồi. Thì ổng mới sàn xê qua lại, cuối cùng là ổng đồng ý là mua hết nguyên bộ luôn với cái giá đó luôn đó. Thì xong tiền xong này nọ các thứ thì ổng mới nói là nhưng mà bây giờ á là anh đi cái xe này anh chở không có hết về được, thôi bây giờ á là anh sẽ đặt cọc em. Đó, ổng trả riêng cái lòng đầu tiên là ổng trả riêng cái lòng, ổng nói giờ thôi giờ em chia cho anh một cái lòng xương này không thôi. Đó thì mình nói chứ cái lòng xương này không thì mình bán 50. Đó, 50. Thì ổng nói ổng mới đầu trả giá tới lui, cuối cùng là không chịu. Đó, mình bắt là phải mua hết nguyên bộ luôn, thỏa thuận ngay từ ban đầu mình đăng trên mạng cũng là bán nguyên một cái bộ luôn. Thì đó, cuối cùng rồi ổng chấp nhận là ổng mua hết nguyên bộ, trả với số tiền đó luôn. Nhưng mà ổng nói vậy đó, hôm nay anh đi cái xe này không có chở hết được, thôi bây giờ em cho anh lấy lòng xương này với lại cái lòng này nữa, để tại vì ở nhà anh đang thiếu thiếu lòng, anh về anh bỏ nó vô trước đó. Thì cái lòng xương đó bạn nha, là cái lòng đó mình lần đó mình có cơ duyên sở hữu và mình không có thấy cái thứ hai luôn á, đó giờ luôn á, có nghĩa là xương toàn bộ, từ cái cống cho tới cái bộ trao, cho tới cái móc khóa, cho tới cái nang, rồi cái đáy ở dưới, tất cả là xương hết đó. Thì ổng nói là thôi giờ anh lấy trước cái này, cái lòng xương này với lại một cái lòng tre này nè, anh lấy về trước đi ha, nhà anh đang thiếu con, thiếu lòng để anh để, rồi anh đặt cọc trước cho em 20 triệu, rồi ngày mai anh quay lại lấy. Lúc đó mình tin các bạn, ngáo đồ, ngáo vãi à. Giờ nghĩ lại thấy còn tức. Ừ. Đồ, mà lúc đó non, lúc đó mình không có thấy được cái giả tâm của người ta, các bạn hiểu không? Người ta có cái giả tâm lúc đó mà mình thì rất là ngây thơ. Mình không có nghĩ là, đúng ra nếu mà mình phải nghĩ là bây giờ anh muốn lấy cái lòng xương này với cái lòng này thì ít ra là anh phải đưa tôi tối thiểu là bằng cái giá trị của hai cái lòng này, đúng không? Thì gọi là đầu óc nó gọi là nó nhảy số, nó lanh lẹ chút xíu thì vậy. Mà lúc đó mình bị ngáo, lúc đó mình non quá bị ngáo. Nó ổng lấy hai, trong khi một cái lòng xương mình báo giá là 50 triệu rồi mà ổng nói là ổng lấy hai cái lòng về luôn, mà ổng đưa trước cho mình có 20 triệu mà mình ok luôn các bạn. Nhiều khi nghĩ là tức thiệt. Bỏ 20 triệu vô túi, rất là vững tâm là ngày mai ông sẽ quay lại ông lấy. Rồi đưa cho ông hai cái lòng đó trị giá, ví dụ như tính riêng cái lòng xương không là 50 rồi. Rồi cái kia thì cũng mười mấy 20 nữa. Đó, coi như là đưa 70 triệu, đưa cho ta 70 triệu mà cầm có 20 trước à.
mà con người, người đó là chưa biết lần nào luôn nha, chưa gặp luôn nha. Đó rồi tối ngủ rất là ngon. Ok, cái bộ sưu tập của mình á, bây giờ có người khác chăm sóc rồi, mình cũng lấy về một được một ít tiền để mình chuyển hướng, mình qua bộ môn khác mình chơi. Tối ngủ rất là ngon các bạn. Sáng mai chờ hoài không thấy ai tới. Gán chờ thêm một ngày nữa coi sao. Cuối ngày hôm đó, cuối ngày thứ hai mới alo. Alo là nó không bắt máy mình các bạn. Ví dụ như nó tắt máy thì mình còn nói là ok, mình nhận ra nó không bắt máy. Trong đầu mình cũng nghĩ là chắc nó bận gì đó, nó không bắt máy. Rồi chờ hoài cuối cùng là nó lơ mình luôn các bạn. Rồi tự nhiên mình bị mất luôn, bị gọi là nó mất tích giang hồ luôn. Mà ở tay đó mình cũng có đi tìm hiểu, nghe nói là cũng có tiếng có tâm đồ này nọ thứ á, mà nó núp luôn. Mà mình thì lúc đó mình cũng còn non quá, mà mình thì mình cũng không kiếm ra nó luôn. Mà nó cũng có tuổi rồi nha, cũng lớn lớn rồi đó, chứ không phải là sàng sàng cỡ mình, cũng lớn hơn mình cỡ chục tuổi à, vậy á. Rồi cuối cùng ấy, mất cái lồng chim đó luôn, cầm được có 20 triệu à. Đó là cái câu chuyện mà hồi lúc nhỏ bị gạt. Công nhận lúc đó tôi cũng tơ thiệt, quá tơ luôn. Rồi sau này cũng bị gạt mấy vụ, nhưng mà nói chung là đa số là về cơ bản là lúc đó là mình chưa có gặp nhiều tình huống, và mình còn khá là ngây thơ. Và mình thấy cuộc đời này nó, mình nghĩ cuộc đời này chắc ai cũng sẽ đàng hoàng hết à, thì cuối cùng là bị gạt. Giờ nghĩ lại, kể lại thấy vẫn còn tức tài. Tại cái lòng nó đẹp lắm các bạn. Cái lòng vuông khoen mà có chạm luôn nha, có chạm luôn của nghệ nhân Huế chạm đàng hoàng à, cuối cùng là nó gạt mình, nó đưa mình có 20 triệu thôi. Rồi nó lấy hai cái lòng xịn của mình. Thì thời bây giờ buôn bán trên mạng còn phổ biến hơn, rất là nhiều người bị gạt. Một người anh mình biết các bạn, mua hải sản mà còn bị gạt đó. Ảnh muốn mua tôm hùm về cho con ảnh ăn. Cái nó thì nó bán hàng online trên Facebook đồ này nọ thứ á, chụp hình hoành tráng thì người ta muốn ăn thì người ta thấy hàng quá rồi tất cả mọi cái nó ok, người ta đặt hàng, nó kêu chuyển khoản trước cái nó tò te tí luôn các bạn. Đang tính ăn tôm hùm cho nó vui vẻ mà cuối cùng bực bội luôn. Thì cái vấn đề mà lừa đảo hiện nay nó rất là nhiều luôn ha. Mà lừa đảo thì đa số nó sẽ đánh vô tâm lý của mình. Mà cái tâm lý mà dễ bị nhất đó là chúng ta hay bị nó đưa ra những cái cục mồi á để nó dụ đó. Mà nếu mà nó đưa ra những cục mồi không hiệu quả thì nó sẽ dùng mấy cái chiêu để thao túng tâm lý, nó đánh vô cái sự ngây thơ của mình đó. Thì mình là nạn nhân của cái sự ngây thơ, quá sức ngây thơ luôn. Nhưng mà nhờ vậy thì cũng khôn ra chứ không có ngáo ngáo như ngày xưa nữa. Cho nên là hôm nay là vừa cắt cây để ăn Tết mà vừa kể cho các bạn nghe những cái câu chuyện ngày xưa của mình. Ngay chưa? Khúc này nó hơi cao hơn. Này mốt mà có thất nghiệp thì đi ra cũng kiếm được 2 bữa cơm. Còn rất là nhiều cái bị lừa hả các bạn ha. Có một cái kinh nghiệm cho các bạn, nếu mà các bạn nghe điện thoại mà các bạn để mình hoàn thiện cho này một cái coi. Ngày xưa có những cái mà tưởng chừng là vô hại nhưng mà nó có hại ha. Đó chính là anh em đừng có tỏ ra mình là thông minh ha. Tại sao mình nói vậy? Ok đó anh em. Tại này nó nằm trên này nó.
Ây da, trời sao mệt quá, vừa làm vừa nói mệt thiệt. Rồi ok, tương đối đẹp đẹp rồi đó. À, hồi xưa hay tỏ ra thông minh lắm. Ví dụ người ta hỏi mà trò này rất là nhiều người bị nè, thì cũng là cảnh báo cho anh em thôi. À, nhất là mọi người lớn tuổi hoặc là chị em phụ nữ, mà đàn ông cũng vậy, mình cũng bị xém bị luôn. Mà mình tỉnh ra, một cái số lạ gọi cho mình. Alo Nam hả? Này khỏe không em? Thì mình đầu tiên là cái số đó không có lưu trong danh bạ mình, mình không biết người đó là ai ha, nhưng mà mình nghe. Tất nhiên là cái giọng thì suốt cuộc đời của mình, từ nhỏ đến cái thời điểm đó là mình đã gặp biết bao nhiêu con người rồi, mấy ngàn con người, mình nghe được mấy ngàn cái kiểu giọng, đúng không? Thì về cơ bản chúng ta có thể hiểu là giọng nào nghe cũng quen quen hết, đúng không? Thì mình tỏ ra thông minh á, là mình nói ủa ai vậy? Thế nó nói là vậy mà nói là quen biết gì mà giọng này mà không nhận ra. Thế mình lại tỏ ra thông minh rồi nói à, mình sợ người ta cũng giận mình nữa. À, người quen mà sao mình không nhận ra, không lưu số điện thoại. À, nó còn nói à, alo Nam hả, khỏe không? Thế mình hỏi ai vậy? Nó nói ủa, không có lưu số điện thoại anh hả? Trời ơi, vậy kêu anh em đồ này nọ thứ. Đó, nó đánh vô một cái tâm lý như vậy. Thì mình lúc đó là tỏ ra thông minh, tỏ ra là mình nhớ dai, mình phải đoán cho người đó là ai, rồi cũng sợ cho cái người đó người ta giận mình là mình tại sao không lưu số để quên rồi người ta vậy, không cái tâm lý đó. Anh Vũ ấy, nó bắt liền, nó bắt các bạn. Anh Vũ nè. À, cái đó là các bạn đừng có bao giờ tỏ ra thông minh. Ví dụ nó biết ai không, nói không, ai vậy, nói ra để cho nó nói, đừng có tỏ ra thông minh. À, anh Vũ hả, anh Minh hả, anh Tuấn hả, là nó sẽ nói ừ anh Vũ nè em này nọ cái thứ. Rồi là bắt đầu bước chân đầu tiên là bắt đầu chuẩn bị sa bẫy rồi đó. À, rồi nói hỏi thăm qua lại, ờ lúc này khỏe không, công việc sao, mình cũng đại khái mà ngoại gia gọi là xã giao mà, em cũng bình thường á, anh khỏe không. Rồi bắt đầu anh vô đề, ừ anh có đặt mua cái mật ong rừng ở trên kia mà giờ anh đang đi công tác xa rồi, có gì á nó ở gần khúc nhà em á, anh kêu nó chạy qua nhà em giao cho nó rồi em cho anh mượn 1.3 triệu 1.4 triệu gì đó em trả trước cho nó nha, lát chiều anh đi công chuyện về anh ghé lấy. À, thì lúc đó mình vẫn chưa có nhận ra luôn các bạn, thấy mình vẫn ngập ngà ngập ngừng, nít mới lớn mà chưa có kinh nghiệm, rồi cũng sợ người khác giận mình. Nói chung lúc đó là cái sự tự tin không đó, không có, đâm ra là cái gì cũng sợ người khác không có nhìn nhận đúng về mình hết. À, ok anh, để em nhận cho, anh kêu nó giao tới đi, có gì em đưa. Nó đưa xong rồi tự nhiên lúc đó mình vẫn đang bị gọi là nó thao túng tâm lý nha. Thế tự nhiên cái mình sực tỉnh ra, cái mình hỏi ra ủa mà Vũ nào vậy? Thế nói trời nãy giờ nói chuyện đã đời rồi mà không biết Vũ nào. Thế lúc đó rồi mình tới đó là đầu mình tỉnh hẳn rồi, tỉnh hẳn ra nói mà, Mình nói nguyên văn đúng nha, có gì em cắt, em tít xuống đây giùm anh. Nói đâu mẹ mấy giờ mày còn gạt tao vụ này nữa mày. Mày Vũ nào mày nói thử ra coi Vũ nào. Ê, nó cười hè, nó cúp máy các bạn. Nó bể rồi, nó cúp máy xong rồi mình cũng mắc cười luôn. Mình nhớ lại cái cách đây khoảng mấy giây, lúc đó mình vẫn bị nó thao túng tâm lý các bạn. Xong bắt đầu mình mới phân tích ra tại sao nó thao túng tâm lý được mình. Thì mình mới thấy là do mình gọi là mình khoái thể hiện là mình thông minh, thấy thứ mình này nọ, cho nên là sau này một cái kinh nghiệm của mình á, và mình cũng gọi là chia sẻ cho anh em nào chưa biết luôn. Ví dụ như hỏi là biết ai không, lâu quá không gặp rồi chắc quên anh rồi chứ gì, tình nghĩa gì nữa, kiểu dạng nó nói vậy là bắt đầu mình, nếu mà mình thiếu tự tin hoặc là mình này nọ cái thứ mình nói à anh A hả, anh B hả, anh C, là nó cứ bắt mình kêu nó tên gì là nó ok, nó thành tên đó đó đó. Thì đó là cái bước đầu tiên để mà nó dẫn dắt mình. À, thì các bạn biết tụi lừa đảo á, 100 người nó gạt được 1 người thì nó cũng đã có ăn rồi. Nó gạt được 10 người thì khỏi nói, mà gạt được 100 người luôn thì khỏi cần nhớ. Nói chung là nó không làm mà đòi ăn á, cũng có làm các bạn mà không chịu làm đàng hoàng. Nó chứ làm mấy cái đó cũng cực lắm chứ bộ. Đó. Nó sẵn sàng nó đi lừa đảo, mà cái trò của nó rất là nhiều trò khác nhau, nhưng mà cái về cái cơ bản vẫn là nó đánh vô tâm lý của cái người nó lừa gạt, nó đánh vô cái lòng tham của người nó lừa gạt, nó đưa những cái lợi ra để mà mình đó. Ví dụ như giờ
anh mua anh đăng ký cái mã số này anh sẽ được tặng quà này, đại loại là vậy đó. Thì nó đó là những cái chiêu lừa đảo của nó. Thì mình cũng tương đối nhiều cái bài học vụ này, nhiều lắm. Nhiều khi mà mình chỉ cần lơ là một cái là ăn đòn. Thì hai câu chuyện trước là đã ăn đòn rồi, cái câu chuyện thứ ba này nói thiệt á, chỉ cần chút xíu nữa thôi là ăn đòn rồi. Hên tự nhiên sao mình tỉnh lại các bạn. Mình nói vụ nào à, nói chuyện nãy giờ mà không biết vụ nào, ú ao ở là đó. Lúc đó mình tỉnh thật sự, mình hỏi là cái mình chửi nó cái nó cúp máy luôn à. Rồi đó, đó là những cái đó. Rồi những cái mà mình là bị hết rồi à, anh Ngô Hoài Nam đúng không? Tôi là ở bên gì ta, gì cảnh sát mà về mạng gọi là gì quên rồi, an ninh mạng, tôi cục an ninh mạng, anh bị cái này bị cái kia, rồi tôi là cảnh sát giao thông, anh bị bắn tốc độ ở đây 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 rất là nhiều luôn đó. Thì mình là mình cướp máy không à, mình nói chung là mình không có bị vô cái đó nữa. Nói chung cơ quan chức năng mà làm việc á, thì người ta sẽ gửi giấy báo về nhà hoặc là người ta thông qua công an khu vực để người ta thông báo tới mình, chứ không bao giờ mà bộ công an hay là bộ giao thông, bộ gì bộ nọ mà làm việc qua điện thoại hết, đúng không? Cho nên là cái đó là một cái anh em phải lưu ý, bà con phải lưu ý, nhất là những người lớn tuổi nghe những cái đó là tâm lý hồi sợ lắm, sợ dính dáng tới pháp luật, sợ cái sự thiếu hiểu biết của mình đã vô tình gây ra một cái điều gì đó đó, cho nên người ta rất là sợ. Thì tụi nó đánh vô cái tâm lý đó để nó gạt, có nhiều người bị gạt tiền tỷ luôn đó các bạn. Đó, thì an ninh mạng rồi cảnh sát giao thông rồi công an kinh tế nói mình đi buôn lậu gì tè le học me là có hết rồi. Nhưng mà nói chung là nếu mà chúng ta biết chúng ta không làm gì, hoặc là xin lỗi chứ nhiều khi có làm luôn, nhưng mà mình phải biết tụi nó là lừa đảo. Trời ơi sao kỳ vậy. Đó thì anh em phải lưu ý, phải tỉnh táo, đừng có để nó bị gạt ha. Rồi giới thiệu với anh em đây tác phẩm tỉa cây của mình đó. Hôm nay Sao Bi không đi học vậy? Đâu, ốc nhỏ đâu? Ôi, con ốc nhỏ xíu luôn. Nhỏ xíu xíu à. Hôm nay cô đi làm lễ 20 tháng 11 cho nên là em Bi được nghỉ nhà đúng không? Đâu con đi kiếm ốc nhỏ đi, để ba còn mấy chỗ này nó hơi nhô nhô lên ba tỉa cho nó lấy tiền ta cho dễ coi. Chị to khổng lồ luôn hả? Ảnh cũng mới bị bệnh xong hết trơn. Mùa này mùa mọi người dễ bị cúm. Chơi xong nhớ rửa tay đó nha. Út mà. Rồi, quá đẹp, bằng phẳng hơn xưa rồi. Ok mọi người, thì sắp tới thì nhà ai cũng sẽ dọn dẹp để ăn Tết hết ha. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe để cho cái mùa Tết sắp tới ha, dọn nhà. Ok, bạn nào mà nhà mà chơi mấy cái ghế salon mà gồng gắn lên mây mà chạm khắc thì chúc các bạn thật là nhiều sức khỏe để mà xử lý nó ha. Phụ huynh giao cho mày trà cái bộ sa lông mà chạm rồng chạm rắn rồi mà lấy bằng chải đánh cho mấy cái kẻ, trời ơi, nhìn nó là quận luôn á. Bye bye.